ổng cũng qua cái miệng cũng qua dở qua dở miệng dẻo lắm hả? Ừ. Tới ổng nói ổng nói là ổng mà cần quen nhiều người lắm mà hồi xưa là chưa gặp tôi đó là có quen hiếm gì gái không vậy đó hả? À, ổng nói tôi nhiều lắm, vợ thì tới 10 con. Khi mà biết ổng có là vợ á thì nhà nói là bây giờ á mày quen ổng á coi chừng nó sẽ sau này á nó ở mày mày nó làm khổ, nhưng mà bây giờ á thì tôi phải chấp nhận chứ làm sao. Ngoan chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần và sẽ được phát sóng lại vào lúc 20:00 cùng ngày trên kênh YouTube NCV Media. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Quốc Việt Food đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, đây là chú Quyền Linh đồng hành với Ngọc Lan. Xin chào quý vị, chào Ngọc Lan. Chúng tôi mỗi tuần lại chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện về những mối tình trăm năm. Họ đã vượt qua bao nhiêu sóng gió để cùng yêu nhau, cùng thương nhau, cùng nắm chặt tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Không lý do gì chúng ta không học hỏi những cái mối tình như thế. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chúng ta mời ông bà vào ha. Nào, bắt đầu đi. Cô mời ông bà. Dạ. À. Dạ. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú ạ. Cô mời cô chú. Dạ. Mời cô chú vào ngôi nhà tình trăm năm ạ. Tình trăm năm rất vui được chào đón cô chú. Chú Lý Xuân Huê, 70 tuổi và cô Nguyễn Kim Huê, 63 tuổi. Tổng cộng 2 tuổi của cô chú còn lại là 133 tuổi. Và cô chú đã kết hôn bao nhiêu năm rồi cô chú? Là lấy nhau lâu rồi con. Từ đó là kết hôn cỡ là 30 tuổi đó. Bây giờ là con thấy là 60 tuổi rồi. Là 30 mấy năm rồi. À vâng. Con không biết là công việc hiện tại của cô chú là gì? Dạ, cũng như là già đâu có làm gì con. Cũng như là tối ra bán hộp vịt đó là ổng phụ trẻ củi rồi nấu. Hộp vịt gì chưa cô? Hộp vịt lộn. À, bán cái thứ à. Dạ. Ngày xưa thì ổng còn khỏe năm mấy tuổi đó. Giờ ổng sửa xe đạp, ổng giá xe chứ không chưa bán hộp vịt đó. Giờ ổng già rồi đâu có là sửa xe nổi đâu. Mà nại cái xe là chắc xỉu luôn. Quê chú là ở đâu? Quê ở Tiền Giang. Tiền Giang là huyện nào? Cai Lậy á. Cai Lậy. À, huyện Cai Lậy hả? Linh ở huyện Châu Thành. Bước qua cái tới Cai Lậy. À, quê cô là ở đâu? Ở Long An. Long An, huyện nào? Cần Đước á. À, Cần Đước. Con tưởng bước qua Đức Huệ là cùng quê với ông nội con. Chú còn nhớ là cái ngày đầu tiên á mà chú gặp cô cách đây ba mấy năm á, trong hoàn cảnh nào? Đi chơi ra tàu đàn chơi rồi gặp bả. Ra tàu đàn chơi. Chơi rồi gặp bả với mới quen. Nhưng mà đi tàu đàn rất là nhiều người gặp mà sao tự nhiên sao chú gặp cô chú quen? Phải là bữa thì chơi với người bạn nữa. Rồi ổng mới làm chạy xe đạp ra. Đó. Ổng mới kêu là cho quá Giang. Ai kêu cái Giang? Cô nhờ cái Giang hả? Không có ai nạn kêu quá Giang á. Rồi cái là con nhỏ bạn nó kêu thôi quá Giang thôi lên xe về luôn. Đi xe gì? Xe đạp hồi xưa đâu có đi ông ra đâu. Bữa đó tại sao mà chú rất nhiều người đi mà chú không xin cái Giang mà xin cái Giang đúng cái xe này? Để ý ai, cô kia hay là cô này? Rồi. Cô này hả? Thấy cái là để ý liền hả? Lúc lần đầu tiên mà chú gặp cô, chú nhìn thấy cô là cô có cái điều gì ấn tượng để mà chú phải để ý rồi chú quá Giang cho bằng được. Nhiều cũng lấy bạn đó mày. Nghe cô gái hay lắm nữa đó. Ừ. 15 phút không dính là thua chầu quê với mượn gói thuốc. Thì trong vòng 15 phút rồi cô bỏ được. Chưa bỏ lại xe chở. Sư phụ luôn. Cô gái gì cá độ hả? Mà đúng 15 phút nè, không tới nữa. Vậy sao đâu có để ý gì. Đi ngang là thấy là vua luôn. Để nhằm thắng được chầu cà phê, gói thuốc. Mấy gói lận. Mấy gói luôn hả? Vô quá phải nhạc rồi phải bắn thường. Nhưng mà cua, tức là cua gì cá độ mà tới cuối cùng là cua dính luôn. Dính luôn. Lúc đó chú làm đang làm công việc gì? Chú là giá xe, đi chạy xe ôm. Là ngay tàu đàn đó hả?
Không có, nhà ở quận 5 á. À, là vô tòa ăn chơi thôi. Tình yêu đến từ vụ cá độ, chầu cà phê với mấy gói thuốc. Lý do gì mà dính luôn? Đó, chứ mới đầu cuộc chơi thôi mà. Rồi cái xong đó ra thật sự. Nghĩ quen thời gian mà cũng làm vui, cũng có là dư nợ chứ. Như người khác là cũng bỏ nhau rồi đó con. Từ lúc cua đó, bao giờ mới yêu? Thì cũng được năm mấy năm rồi đó. Năm mấy mới yêu? À, cái là tình cảm như bạn thôi, uống nước rồi thôi, uống trà, ăn chè thôi. À. Mà sao tình cảm thì từ nó nghĩ tới là đám cưới đó. Lúc đó cô làm cái gì? Ngày xưa là đi làm cho nhà nước. Dạ. Là làm bởi làm công nhân như hợp đồng á. Chứ mày là nếu mà công nhân viên chế là mình có giờ hưu rồi, phải không? Cái này là lãnh hàng sản phẩm á, làm dạ. Nhiều ăn nhiều vậy đó. Dạ. Lúc đó chú cua gái miệng dẻo không cô? Ông cũng qua cái miệng cũng qua dẻo miệng dẻo lắm hả? Ừ. Tới ông nói ông nói là ông mà cần quen nhiều người lắm mà hồi xưa là chưa gặp tôi á là có quen hiếm gì gái không vậy đó hả? À, ông nói nói vậy luôn, tự tin nói vậy luôn. Hồi lúc ông còn trẻ không trẻ lúc đó 30 là lúc đó là tính tới thời điểm đó là chú là đã quen bao nhiêu cô rồi? Tôi nhiều lắm, vợ thì tới 10 con. Trời ơi, có vợ luôn hả? Dạ, vợ ổng ở lâu người ta bỏ, mỗi một vợ một đứa con. Tức là người vợ đầu tiên là có mấy người con? 3 đứa. Rồi người vợ thứ hai à là cô à là mấy người con? Đứa à. À vậy sao nãy chú nói gì 10 người con giật mình? Đó là cũng như hồi đó ông cũng gặp rồi bỏ quen mà đường mà. Cũng quen mà quen qua đường. Tức là bay bướm lắm. Quen qua đường coi chứ không có lấy nhau. Trước là 3 người con. Này là một đứa. Một cái con lớn chưa? Ba bị bệnh. Bị ba mấy tuổi rồi. Còn mà con của ổng ở trên cho bà kia thôi lâu rồi. Bà kia là bỏ nhau mà 7-8 năm mà ổng gặp tôi. Trời ơi, nhưng mà không? Lúc đó là cô thấy chú bay bướm quá vậy rồi cô có sợ không? Trời ơi, cả gia đình cũng nói cho. Chứ khi mà biết ổng có là vợ á thì ở nhà nói là bây giờ mày quen ổng á coi chừng nó sẽ sau này nó bỏ mày không hay, nó làm khổ. Nhưng mà bây giờ thì tôi phải chấp nhận chứ làm sao. Rồi rốt cuộc á hỏi ra thì vợ ổng đã bỏ ổng lâu rồi, giờ người ta có gia đình khác. Chú cô sao chú nói cái gì mà cô thương chú vậy? Thì á sợ gì cái số mà. Nói thử cái cụ thể ông nói sao mà tự nhiên thấy thương nè. Anh ra lúc nào cũng thương em vậy đó. Thì mình cũng nghĩ vậy sao chung tình vậy thôi, nhưng vậy tin tưởng ổng vậy đó. Rồi bao lâu từ lúc mà cua cái bữa mà cá độ cua đó, bao lâu mới cho ông nắm tay? À. Không có nắm tay và không đụng nữa. Không có đụng luôn. Đúng rồi. Ăn chè rồi về à, hẹn nhau ăn chè khi tối á, uống nước sinh tố khi rồi ngồi nói chuyện xong về. Ăn chè uống sinh tố bao lâu thì mới nắm tay mới hung? Quen vợ nè, đó là không có bao giờ mà nắm tay không bao giờ đủ. Bây giờ bác mạnh ai đấy ngồi xong rồi dạng ác đi về. Từ đây mà lấy xe đạp chở bởi về tới thì chú Buôn Thảnh. Chở đi xong rồi về, đạp xe đạp đi về chú Buôn Năm. Cứ là hẹn hò ăn chè uống sinh tố rồi chở xe đạp. À, rồi... tối tối làm vậy á. Rồi chở có ôm không? Thì cũng có khi nào chạy xe cũng phải có chứ. Nhiều giờ cũng đang dằn lúc mình phải ôm chứ không cần té sao không? Dằn mới ôm, không dằn buông tay ra. Ủa rồi khi nào á chú mới đặt nụ hôn đầu tiên với tình yêu đối với cô? Đi chơi quen xong tới năm sau mới đám cưới. Năm sau luôn. Mới đám cưới thì lúc đó là sửa xe đạp ngoài đường á để dành tiền để gom góp cho bả 50% gì đó. Rồi bỏ đó là có làm thế qua chi á không để dành bỏ tiền cho đám cưới mà đãi nhà chứ không có đãi nhà. Nhà lại ba ổng ra thôi đúng ra rồi thôi với gia đình ổng á. Thấy chú đã có một đời vợ rồi thì ở bên nhà của cô có đồng ý cho cô quen chú không? Thì coi như có gia đình như bà già thì cũng nói, bây giờ bà già bà mất lâu rồi. Hồi đó bà cũng nói coi chừng, bà cũng sợ sau này đi trở về bà kia phải không? Dạ. Nói là mình khổ. Cũng có nói trước. Nhưng mà nó tại giờ cũng phải
Vậy hồi xưa con biết sao không? Vậy nhưng bây giờ cũng nhiều chuyện lắm. Đi làm á, nay dòm nó, nói chuyện nó mất nó xiên nữa. Ý nó mình nói là có lấy hằng, có vợ. Không, hồi xưa á. Ừ, ta nói vậy đó hả? À, nhiều chuyện lắm. À đó, thành ra cứ kệ nó nói, nó nói. Mình nghĩ ra nó nói, nó nói xong rồi hỏi miệng ta. Nó không nói mặt mình, nhưng mà sau lưng á, nó nói xấu. Cũng chấp nhận thôi. Rồi cái sau này cũng qua thôi. Rồi xong đám cưới xong bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên đúng không? Đúng không cô? Công nhận hay nha. Thay đổi. À, thay đổi cuộc đời của rất là nhiều gái. Một người phụ nữ có thể thay đổi một người đàn ông á. Rồi tự nhiên yêu đúng người này. Xong rồi một năm đi chơi cứ ngồi nhìn nhau ăn chè, ăn trứng vịt lộn, ăn cháo, ăn sinh tố này kia. Mà không có nắm tay cũng không có hôn luôn. Con biết sao có thời gian ổng đi xa. Ổng đi mấy tháng trời. Làm ở đâu mình không biết, ổng nói làm ở đâu Khánh nha đâu. Kể cái ngày đám cưới không, đãi mấy bàn? Đãi là năm bàn. Rồi đêm tân hôn như thế nào? Có đêm tân hôn là có dám nắm tay cô không? Thì cũng bình thường lại, thì đám cưới rồi thì phải mình phải là cho nắm tay chứ, thấy không? Như là vợ chồng rồi. Chú, mình... chú kể đi chú, còn thấy chú mắc cỡ, chú bẽn lẽn á, chú không có dám nói gì luôn á. Biết nói. Ít nói mà đó cô gái nhiều quá à. Đứa cái trẻ kìa. Bây giờ chuyện như thế nào là phải tách ra mới nói được. Chứ giờ ngồi chung không nói được đâu. Thì chú đi qua đây với Quỳ Linh đi. Ngồi bẽn lẽn quá rồi đàn ông tâm sự nhau dễ nói hơn. Mời chú qua đây à. Thấy thương quá à. Mời chú qua cái quán bar của tình trăm năm để mình tâm sự hai người đàn ông với nhau ha. Rồi chú ngồi trên đây nè. Bây giờ cái quán có menu thức uống nè, trở lại thanh xuân nè, trăm năm hạnh phúc nè, ngày ấy bây giờ nè, tuổi mộng xứ hoa nè, mực tím nè, tình thuốc vàng. Chú muốn dùng loại nước uống nào? Tình thuốc vàng. Hay quá, coi như tình yêu của chú đúng là một tình khúc vàng đó. Rồi, không mời chú dùng miếng nước đi. Chú biết yêu từ năm mấy tuổi? Đó 30 tuổi mới yêu. 30 tuổi mới bắt đầu yêu? Chứ còn 7, 18, 20 không biết gì. À, 30 tuổi mới yêu. Rồi người vợ đầu tiên là chú cưới năm bao nhiêu tuổi? Đi chơi, đi đập hát, đi chơi ra về quen. Quen rồi đâu có đám cưới, hỏi gì rồi, dắt đi vô nhà ở của ba đứa con. Rồi, không cưới hỏi gì luôn. Là năm đó chú bao nhiêu tuổi? Khoảng 29. 29? 29 là lấy vợ rồi. Nhưng không có đám cưới. Rồi giờ người phụ nữ đó rồi, mấy đứa con kia sao rồi chú? Chú có liên lạc gì không? Chết hết rồi. Người vợ cũ của chú cũng mất luôn rồi hả? Vợ cũ chạy xuống đất. Bao nhiêu lâu rồi chú không liên lạc? Không, nhiều người nói bà chết rồi chứ đi xuống dưới rồi đâu có thì giờ đâu đi xuống dưới được đâu. Nếu đi xuống dưới là bà ngồi bà khóc không à, bà nói không được. Hồi đó giờ lúc chia tay có gặp lại lần nào không? Không. Không gặp luôn hả? Rồi sau đó chú có một cái mối tình nào kế tiếp nữa không? Không. Không có. Rồi cho đến gặp cô. Cô này tới giờ luôn, nó không có giờ quen luôn. Không có quen con khác. Vợ chú ghen nó, bảo ghen lắm. Đi rồi bảo không cho đi. Nó ở nhà cho nó không cho đi. Không cho đi. Rồi nhà chú có làm gì giúp vợ không? Có một phụ bán việc lộn đó. Ở trong nhà đó, trong việc nhà ai lo? Nhà thì bà nấu cơm à. Chú giặt đồ này kia. Rồi ai lo cho người con? Giờ nó bị tâm thần, nó bị khùng khùng nữa. Giờ chú phải đi bán hàng lậu, chú phải nuôi nó. Dạ. Bị 32 tuổi rồi à. Mới có vợ, vợ bỏ. Cô với chú có hay cãi nhau không? Không. Không có quýnh quật tay, không có chửi lộn. Là bà làm gì sai trái rồi la tiếng hồn. Chú la cô có la lại không? Không. Chứ không quýnh hồi đó là không quýnh lộn. Hồi đó giờ cô có giận chú lần nào lớn nhất không? Không. Không có luôn. Chú cũng vậy luôn. Lúc giận nhau thì
cãi nhau thì ai là người làm lành trước? Cãi lộn nhau thì không chính nói quả là thôi, nóng quá thì nói với cô ba thôi cho vừa, quề với vừa, đâu có thôi bả bỏ bả đâu, bây giờ ở tới giờ. Điều gì mà chú yêu thương cô nhất? Bà hiền lắm. Hiền hả? Chứ rò bản không mà chứ đâu có ở không đâu. Giác vinh bàn ghế ra, bàn ghế vinh mười mấy hai chục cái bàn, ghế vinh cộng hai chục cái ghế, vinh ra ghế nhỏ nhỏ này để ngồi. À, mình bán ở đường nào chú? Chỗ 429 Bà Đằng á. Ủa con có lần nào gà ghé chỗ đó ăn lần nào chưa? Chắc chưa ha? Dạ chắc chưa á. À. Dạ. Mà con có nghe nói không? Dạ con có nghe nói. Hôm nào ghé ăn thử đi. Dạ. Hồi nãy con có nghe cô nói là lúc mà cô sinh xong á là chú bỏ đi đâu mất tiêu à? À đúng rồi. Lúc đó chú đi đâu? Không biết là cái thời gian đó ổng có còn qua lại với bà không? Chưa biết. Mà cái lúc đó là cô còn đi bán làm thuế á, xách xe đạp đi, sáng rồi nhỏ ở nhà trẻ, lúc đó còn nhỏ. Thế người ta hỏi chứ, ủa sao ổng đi mấy tháng mà sao bà ổng chừng thử coi cô coi chừng á. À đó là tại ổng có đi, ổng đi. Mình ở nhà lúc thử cũng nuôi con vậy đó, cũng đi làm cái sáng rồi nhà trẻ, à, chiều dứt về cái nấu cơm nó ăn vậy đó. Mà có đàn ông mà đi lạ không trở về. Mà lúc đó cô nghĩ cái gì? Cô có nghĩ cái điều gì xấu xảy ra với chú không? Ổng trở về mặt kia. Cái tại sao mà đi mấy tháng trời mà bà già ổng có chửi cái tại là mình đụng về xong vợ lẽ bỏ nhà đi. Hỏi ổng có ổng nói tao đi làm nó kiếm tiền chứ đâu phải tao đi về mặt kia đâu. Vậy rồi đi về có đem tiền về không? Nói là đi kiếm tiền rồi có đem tiền không? Có đem tiền. Nhiều không? Như cái tiền lúc đó là tính ra mấy trăm nó lớn lắm con. Mấy chục năm trước á, bà 500, 600 là lớn lắm. Người làm ngày có mấy nhiêu á, mấy ngàn nhiêu. Hồi nãy chú nói là cô ghen lắm. À đúng rồi, hiện tại giờ cũng còn ghen á. Nhưng mà có bao giờ mà chú làm một cái điều gì mà để cho cô nghi ngờ, để cô ghen không? Trời đất ơi, con thấy đàn ông mà đâu có phải ghen gì, phải ổng nói rồi nói. Chỉ bây giờ ông buông ra cũng có còn khác, đúng không? Có tiền, đúng không? Giờ con có 500, 700 luôn, nó cũng đeo theo con, phải không? Có tiền, giờ già nó cũng lấy, không phải nói thật á, phải không? Phải nói bởi kè kè ông bà. Bây giờ ông làm như tiền, ông đưa đây tôi giữ. Để lấy lá là chúng mất rồi mất. Tức là cái đó là cô chỉ sợ thôi, chứ à. chưa có lần nào là chú... Cũng như vui với con khác hả? Dạ, có không? Có lần nào chú sa ngã không? Ông cũng nói cô ấy là sao không muốn đi, sao đi một cái là có người gì. Dạ, bây giờ ông đi đó giờ thì ở đây hãy đưa chúng ra mấy con này nó móc túi rồi mất không. Mà ông nói chứ không có đi được. Dạ. Sợ cô đúng không? Cô cũng kẹp chặt quá phải không? Cô nhưng mà nhiều khi kèm chặt quá rồi chú có bị bực bội rồi chú chán không cô? Không, cũng như ổng đi ra đường cũng không phải là mình không chơi đâu. Thì ra uống cà phê, ngoài đường, thở kệ, uống đi đâu cũng làm. Nhưng mà đi mà cái gì mà ca sáng đẹp rồi chừng á. Coi chừng là lúc đó cô làm sao? Cô làm cái gì? Khi đứa con nào quá, sáng hỏi bây giờ là cho hỏi ông một đêm nam đi đâu. Phải không? Đứa con nào quá đi. Nói ra đi ngủ nhà bạn, ai mà tin. Phải không? Dạ. Cái gì đó không ai tin. Rồi sao nữa? Rồi cô hỏi vậy rồi chú nói vậy rồi sao? Ví dụ nói là tao về má con lên nhà, gia đình tao ngủ nhờ. Tao đi chơi giờ khuya kia. Nói chứ không phải là ông gì với bà khác, không phải ông với con nào mới đi. Mấy con này á, là nó chỉ quen ông qua đường thôi, phải không? Là ông không cho tiền nó quen ông nhà thời gian bất bỏ không? Ông cũng trả vậy ông vợ ông thôi à, không ai ở ông nói thật không? Cô ghen thì ghen nhưng mà cô vẫn giữ quan điểm là chú có đi đâu thì đi, đến cuối cùng chú cũng sẽ quay về với cô đúng thôi. Rồi. Cô có một cái niềm tin như vậy. Đúng. Dạ. Phải là sống nhầm phải tin tưởng chứ. Cô như vậy là cô với chú chắc là hay cãi nhau lắm. Ổng nóng lắm con, thấy ổng nói chuyện nhiều khi ổng chửi quá cô cũng nhịn nhịn thinh. Nếu mà con gặp vợ con vợ mà nó hung dữ á là không muốn lộn, không có nhịn tới đâu ổng đâu phải không? Nhưng mà chú chửi nhiều quá có lần nào là cô cảm thấy nản lòng rồi cái cô muốn buông bỏ không? Không, cũng chửi vậy thôi là bỏ qua hả? Như bữa bán hộp vịt ổng nghĩ chắc ổng mình không làm nuôi mình nữa chứ. Bây giờ ông làm thì tôi chịu, tôi làm cũng được, tôi sống được, khỏi cần ông luôn á.
tôi lấy hộp vịt chà cho áo luôn á, phải không? À, là chà tao không chà thôi, mà đem cái hộp vịt nhập thuốc tao không làm, nghe ý là nhập cồng chả chà mình mới bán được, phải không? Chỉ có hộp vịt nó về phải chà mới bán được, nó dơ lắm, phải không? Bây giờ cô cũng tự động mua chà 200 trứng, nó giờ xong sáng dọn hàng ra thì chỉ chiều á nhờ tao kêu dọn phụ rồi đâu còn ổng đâu, cũng như tao có tiền là nuôi con tôi với nuôi sống được thôi, không nghĩ gì theo đồng tiền không đâu được. Cô như vậy tính ra là lúc mà cô lấy chú á, là chú cũng không có điều kiện về kinh tế nè, cũng không có lo cho cô được nè, rồi chú cũng lại hay nóng tánh nữa, hay cãi nhau với cô nữa. Vậy thì điều gì ở chú mà làm cho cô có thể ở với chú lâu đến như vậy? Nói chung ra là như vợ chồng có cái tình cảm con ơi, không? Ví dụ con ở với người đó, con thương người đó là bây giờ có chuyện gì cũng là đeo cho bằng được à. Vậy thì cô thương chú nhất ở điểm nào? Ổng người cái đó là ổng hiền, ổng chửi là lợi nhưng mà ổng bây giờ đánh đập nha, không như người ta đâu. Với lại ổng chọc tình, hồi xưa ổng làm như tiền ổng vô, ổng đi đâu ổng nói mày đàng hoàng hết, chỉ vậy thôi. Nó nói chứ ổng có như người ta đâu, mình biết cái tánh hết của ổng. Vợ chồng mình phải hiểu nhau, mình vợ bền, chứ nếu mà không hiểu nhau không bao giờ bền. Chú nghe tới cái đoạn mà chú chửi cô quá, chú gục đầu lắc đầu vậy mà nãy hỏi hai người sao chứ nó không có gây lộn gì chứ á. Ủa nhưng mà sao cô nói chú hay chửi cô, làm gì chửi cô dữ chú? Quá cũng không nóng, cũng hay nóng. Nóng tánh ơi. Nóng hả? Nóng tánh lại ra nói thôi thì không có gì, cũng chưa có đánh nóng hay nhằn nhằn nữa. À, tới giờ vợ hàng vô mới là mày có vô vô cho đóng cổ luôn ha, không lại gặp nó phàn ai lại chờ ra mua hàng chút à, mua lẹ nha, không ra còn xong rồi xong ngủ đi nha, lọc cọc đi mua đồ về lại đóng có lại lại mang nhằn nữa. Rồi bữa nào ông nhốt cô ngoài đường thì không có lần ông nóng á, ông nghe trưởng ông nhốt tôi đó, ông đóng cổ lại á, ngồi trước á là giờ ngồi chờ mũi cứ gặp mũi gặp mũi rồi nè, thôi cái mở cửa ra một hơi tiếng hồ mở cửa vô mày là đi vô. Ủa sao kêu mày tao vậy chú? Phải ổng ở à. Nhà ổng vậy đó. À dạ chú ơi, con nói chú nghe nè, thật ra con không dám xen vào chuyện của chú, nhưng mà con thấy là có hai người thôi, bây giờ thật ra là vợ chồng già sống với nhau đủ mà chửi qua chửi lại cô giận cô đi á, nữa mình tới gió trở trời không ai chăm sóc mình luôn á chú. Chú thấy vậy không chú? Đúng rồi. Dạ. Người ta cũng nói tôi vậy. Dạ. Ai cũng nói chứ phải quyền trời chú Linh nói. Nhiều người dạ. Nói ai cũng nói luôn hả? Nói là vợ có hai ông bà dán giữ với nhau sống đi. Đúng rồi. Tại vì còn phải lo cho một người con nữa. Còn người con nữa. Dán lo về sức khỏe và sống tạo tạo vậy đó. Con nghe thì có vẻ như là cuộc sống của cô chú từ xưa tới giờ là nó cũng khó khăn lắm. Dạ, lúc nào cũng rơi vào cái tình trạng túng thiếu. Đã vậy sanh một người con ra thì nó cũng không có được suôn sẻ, rồi mình phải tốn rất là nhiều tiền trong cái việc là chữa bệnh cho con. Vậy thì bây giờ cái kinh tế của cô chú nó như thế nào? Thu nhập mỗi ngày nó có trang trải được hay không? Mỗi ngày thì cũng như bán cũng kiếm tiền là mua đồ ăn là cũng được, cũng đủ thôi. Có nhiều ăn nhiều ít nhất à. Sống theo có tiền cũng sống mình, chứ ăn sang mới đâu được. Ví dụ ngày đó con bán không có lời cái đâu ăn sang rồi. Ăn hết vốn. Rồi bữa nào bán hộp vịt lộn ế thì có tự ăn không? Lâu lắm nó bị chứ không phải cha. Ít khi nào mà còn lắm. Bình thường mới nhắm bao nhiêu được bao nhiêu đó là. Con cũng không biết nói như thế nào về cái hoàn cảnh của cô chú hết. Dường như là cô chú không có cái ngày nào để gọi là sung sướng hết. Nó chỉ có là những cái kỷ niệm, những cái ngày đạp xe cùng với nhau, ăn chè cùng với nhau. Đó là những ngày mà cô chú hạnh phúc và sung sướng nhất. Bây giờ thì cũng vẫn hạnh phúc nhưng mà nó hơi cực khổ một chút. Phúc ơi, trở về già. Thôi thì chú ơi, ở trên tay con á, là đang cầm một cái lá thư. Và đây là thơ của cô viết dành tặng cho chú. Con cũng không biết trong đây là những cái lời gọi là tranh luận với nhau nữa, cãi nhau nữa, hay là những lời yêu thương của cô dành cho chú. Thôi thì bây giờ con xin phép đọc nha. Gửi ông Huê. Gần 40 năm chung sống cùng ông, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thương ông rất nhiều.
Dù biết ông đã có một đời vợ, nhưng tôi cũng chấp nhận thương ông vì những lời hứa ngọt ngào và chân thành của ông. Tuy cuộc sống bây giờ không đầy đủ, nhưng tôi vẫn chấp nhận ở với ông vì cái tình, cái nghĩa bao lâu nay. Tôi thương ông vì cái tính thật thà và chịu khó của ông. Cầu mong tôi với ông nhiều sức khỏe để sống bên nhau. Thương ông nhiều. Nghe những lời chia sẻ từ cô đó, chú cảm xúc thế nào? Chú cảm cảm động. Cảm động không chú? Dạ. Giờ chú đưa tay qua cô, nắm tay cô chú cô đi. Mình ôm lại kỷ niệm ngày xưa. Hoàn cảnh của em á, cha mẹ chết hết rồi, không còn ai hết. Anh nghĩ về mấy ai, anh mới thương em. Thương em tới già tới chết thôi. Cô thấy sao cô? Ổng qua vậy nghĩ cũng hạnh phúc, có gia đình làm mắm vậy thôi. Mỗi ngày cô chú bán từ lãi từ dịch lộn là bao nhiêu tiền? Cũng như là được trăm mấy hai trăm rồi, chợ rồi ăn rồi con. Ngày trăm mấy hai trăm vậy đó hả? Là tháng khoảng 5 triệu, 6 triệu gì hả? Rồi tiền điện, tiền nước nữa, rồi chưa nói thuốc men nha, bệnh nữa đó. Rồi nguyên ngày nay á là đi làm chương trình này rồi có bán không dịch lộn? Nay là đâu bán đâu. Cái cô thì chưa mua 100 trứng sống với lại 50 cái trứng á. Giờ còn ở nhà trứng ít chờ để mai bán. Ừ. Mình sống lên mai bán được. Ủa mua 100 trứng hả? Mua 100 trứng. Chưa rồi trời, mua. Chưa đưa tiền luôn á. Cô nào kỳ vậy? Trứng đó nhiêu? 7.500. 7.500 trứng. Ừ. 100 trứng là nhiêu? 750. 750.000. Đúng rồi, với lại là thêm 50 trứng cho 180 đi. À, đó. Là nhiêu? 930. Rồi, 930.000 đúng không? Coi như người lệnh mua 930.000. Hết cái trứng đó nè. Đúng không? Rồi tặng cô chú 5 triệu nữa. Dạ. Để cô chú có thể nghỉ một vài ngày giữ gìn sức khỏe. Rồi hai vợ chồng đừng có tới chỗ đông người nha. Dạ. Mình đi vòng vòng cái khu tao đàn đó, cái chỗ ngày xưa mình. Ngày xưa kỷ niệm. Ngày xưa kỷ niệm mình cua cô. Hai người gặp nhau chỗ đó. Đúng rồi, vì cái chầu cà phê với mấy gói thuốc đó. Nha. Ngày mai ra đó mình ôn lại kỷ niệm, ngày mai đừng bán nữa nha. Dạ, ngày mai nghỉ. Coi như là Vinh tặng cái tiền đó để đi chơi giải trí mấy ngày, xin thấy được không? Được. Mai nghỉ bán nha. Dạ. Mai nghỉ ngày đi chơi. Mai rồi. Nghỉ ngày đi chơi rồi dẻo rồi. Miệng nữa nha chú nha. Dẻo rồi. Miệng giống hồi xưa vậy đó. Nghĩ vậy ngày xưa okay. Gặp nhau. Ngày mai cô Linh sẽ ngồi ở nhà tưởng tượng rằng cô chú sẽ nắm tay nhau đi vòng vòng vườn tao đàn để ôn lại cái chuyện ngày xưa mình cua cô hả chú hả? Nhưng bỏ cái chuyện chầu cà phê với lại mấy gói thuốc đi nha. Mình chỉ nhớ lúc đó mình cua nhau thôi. À, chúc cô chú mạnh khỏe. À, ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc của cô chú nha. À, con xin thay mặt cho chương trình tặng cho cô chú một vài phần quà. Đây là Aladio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Cầu mong cho cô chú thật là nhiều sức khỏe. Sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Còn đây là máy đo huyết áp HealthTech, cô chú có thể kiểm tra sức khỏe của mình mỗi ngày, đo huyết áp nè, kiểm tra nhịp tim nè, kiểm tra oxy nè, đó, rất là phù hợp với lại cô chú. Thì có cảm ơn mấy cháu, chỉ cầu mong chúc sức khỏe được rồi. Cảm ơn cháu. Dạ, rồi cô chú thiệt khỏe nha. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 trên kênh HTV7 và thứ bảy hàng tuần. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Quốc Việt Food đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan và cô chú xin phép được chào tạm biệt.